Em đồ gỗ Minh Nghệ, chứng minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối hôm nay, buổi tối ngày thứ năm anh em ạ. Hôm nay thì không quay clip ban ngày được, do hôm nay ngày em bận quá. Bận thật sự là hôm nay quá là bận luôn. Đây là không quay clip ban ngày được mà phải không quay một clip buổi tối. Cho anh em ngắm một số cái sản phẩm mới mọi người nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Thì trước khi vào clip thì mọi người xem hãy nhớ dành cho mình chút like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nha. Cảm ơn rất nhiều, em sẽ quay nhanh thôi. Quay nhanh thôi, giới thiệu mọi người một số sản phẩm đẹp. Anh em ngắm mà cảm thấy hợp lý thì mọi người bê và chơi mọi người nhá. Cùng đồ đá thì cả. Trước tiên cho giới thiệu mọi người một cái bức ngựa cẩm rất là tuyệt vời. Khẳng định anh em đây là một cái bức rất là chất lượng nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt vời luôn mọi người nhá. Cái bức này của em là cục gỗ rất là to. Anh em nhìn đây là toàn bộ là liền 100% luôn. Liền 100% luôn các bác nhé. Không có một tí chắp ghép nào luôn đấy. Các bác nhìn này. Liền hết. Thì cái cục cẩm riêng cái phần bệ đã chết tiền này anh em ạ. Riêng cái phần bệ đã cực kỳ nhiều tiền ấy. Mình còn chưa nói đến cái phần bên trên này con ngựa nữa. Nó lại to hoàng và đục liền mà đẹp như này. Con này cũng rất đẹp luôn. Em nó quay vào sau đây mọi người. Nguyên một cái gốc cẩm to. To lắm anh em ạ. Bức này là cực kỳ nhiều phôi của em đấy. Không ít đâu. Tuyệt vời luôn. Tôi đi ra ngoài đi. Đi gọi vào sau. Đó. Mời mọi người ngắm bức này. Chất lượng tuyệt vời luôn. Đây, để anh cho anh em ngắm cái bức này mọi người nhé. Ra bức này thì quá tuyệt vời luôn chứ không phải là tuyệt vời luôn. Hàng của em là 100% liền khối hết. Anh em yên tâm là 100% liền nhá. Nên là nó sẽ không bao giờ có tình trạng là bị vẽ vân cả. Mọi người nhé, không có bị vẽ vân. Gỗ thì nói chung là phê bao phê luôn, của phôi tón. Ra làm những hàng cái này nhiều khi các bác nào mà chưa hiểu rõ về những cái sản phẩm này hoặc là chưa hiểu rõ về những cái cục phụ gỗ hương, gỗ cẩm, hay là gỗ hương, gỗ cẩm thì nhiều cái anh em cũng so sánh, nhưng mà thật sự mọi người là nó rất là to phui đấy ạ, to phui lắm. Bảo mà hy sinh làm một con ngựa đẹp cho anh em, hy sinh thật sự rất là nhiều phui, mà thôi không sao. Anh em nào thích hàng VIP, hàng chất lượng đẳng cấp, từ dáng dấp, từ bệ, từ đế, từ người ngựa, tất cả mọi thứ đều rất đẹp thì anh em có thể bê con ngựa này nhá. Ok, chúng ta sẽ đi vào từ phần bệ trước. Anh em nhìn này, thấy em quay buổi tối này thì nó sẽ không đẹp bằng ban ngày đâu, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy cái chất vân đây là trong lòng đấy nhá, nó uy tín cho anh em trên người này. Chung là 10 điểm cũng có nhưng nó phải 9,5 đấy anh em ạ. 10 điểm cũng có nhưng nó phải 9,5 đấy. 9,5 đấy. Con này thì như black này. Con này nếu mà để vào lơ gỗ cẩm thì đây nó là một trong cái cục cẩm mà cực kỳ VIP ấy. VIP ấy anh em ạ. VIP. Nó đều lắm. Nó rất là đều. Cực kỳ đều đặn luôn. Nó không bị cái tình trạng là lệch lạc về màu sắc, cũng như là kiểu chỗ đậm chỗ nhạt đấy. Thực ra chúng ta chơi thì chúng ta nên ưu tiên những cái sản phẩm nó đồng đều anh em ạ, đồng đều nó sẽ đẹp hơn. Để những cái sản phẩm mà nó bị đậm nhạt nó sẽ không đẹp. Đây, cái góc này nó toàn bộ là chun hết, là vân tự nhiên hết nhé. Cái sản phẩm này hoàn toàn 100% em Minh không có chỉnh sửa đâu, mọi người yên tâm. Phôi đây, này. Anh em nhìn chưa? Như cái này nó là cái da cũ tự nhiên của nó như thế. Không có chỉnh sửa đâu. Vân đấy ạ. Đấy toàn bộ là vân tự nhiên 100%. Ai chưa có ngựa VIP, ngựa đẹp thì chưa có này. Cái bệ nó quá xuất sắc. Làng này là hàng VIP 1 rồi anh em ạ. Hàng VIP 1 rồi. VIP 1 rồi. Gỗ VIP 1 rồi. Đây. VIP 1 về gỗ rồi. Những con này thì nhiều khi các bác cần một con ngựa đẹp mà để chơi ấy, hoặc là mang đi tặng ấy, thì thật sự là khó tìm, và cái giá nhiều khi anh em rất là cao, người ta bán rất là cao. Những con như này thật sự là rất là cao luôn. Vì cục phôi để làm con này nó to lắm. Thật sự là xuất sắc đấy mọi người. Con này hết nước chấm rồi. Nhức lách rồi. Nói chung là nước lách. Mẹ em sẽ đo kích thước luôn. Mẹ quá đẹp luôn, quá cân đối.
liền 100% mọi người nhé. 60 anh em ạ, cao 60. Bẻ quá nhiều khu rồi. Rộng là 43. Và chiều sâu. Chiều sâu của bức này là 26. Sâu 26 mọi người nhé. Cao 60, rộng 43 và sâu 26. Alo ạ. Vâng, mình gọi chú ơi. Vâng, ok, chú đợi tiếp đi. Đợi tiếp đi cho kết nối. Vâng, vâng. Hàng này không có vết tích gì đâu anh em nhé. Nói chung là những nách cái bức này là cao 60 anh em nhé. Em xin giao lưu mọi người bức này với giá là 4.650.000. Thực ra củ cẩm này thật sự mọi người rất đắt. Đắt thật sự. Có loại ăn bám mùa con là có 3 triệu mấy đấy. Nhưng mà thật sự đó nó chỉ bằng nửa phô con này. Con này thì quá đẹp rồi. Không chê được anh em. To quá lắm. Nói chung với cẩm mà xuất sắc như này và kích thước như thế này, chất phôi chất gỗ như này thì nó là thuộc hàng VIP 1 rồi. VIP 1 rồi anh em ạ. À. Đẹp. Thợ được quá đẹp. Chất gỗ chất vân thì không còn gì để nói nha. Anh em chú thì nhớ bên. Con ngựa hí để về con này ngựa hí nhá. Đẹp chưa? Nhìn quá. Phê thật. Đây là em quay vào cái buổi tối, ánh sáng nó không đủ mà là còn như thế này nhé. Nó mọi người quay ban ngày và anh em nhìn nhận hàng thực tế con ngựa này thì không có thể chê được. Ok. Quá tuyệt vời. Một em duy nhất nhá. Đợt này em làm ngựa em sẽ ưu tiên làm những cái sản phẩm thật là đẹp. Cứ đẹp, em sẽ không làm những cái hàng vớ vẩn nữa. Kể cả ngựa nhỏ đi nữa cũng phải là hàng xuất sắc mới làm. Còn không làm cái hàng vá víu chắc ghét, thật sự không làm. Thà gọi là không làm hơn. Bán cho anh em những sản phẩm này xuất sắc như này. Và thứ hai là ăn ít đi, sẽ ăn ít đi. Thôi em ăn ít đi một tí thôi. Không quên. Còn anh em nó đam mê đi chơi, ăn ít đi. Được rồi, chơi. Còn này quá tuyệt vời. Có nhiều, chủ yếu nhiều gỗ anh em ạ. Củ gỗ to quá. Điền phôi thì to lắm đấy mọi người ạ. Để làm muốn ngựa điền này phôi to lắm. Nặng lắm, bây giờ nó còn rất là nặng luôn. Anh em nếu mà có điều kiện ở gần nhà thì qua thực tế nhà ngắm nó sẽ cực kỳ phê luôn đấy mọi người ạ. Em thực ra cái việc mua hàng trên mạng này là anh em rất là thiệt thòi, nên là em vẫn tư vấn mọi người là bác nào ở gần Hải Phòng hoặc quanh khu này hoặc bán kính 5-70 cây số, bố trí thời gian cứ qua trực tiếp nhà em nhìn thực tế bao giờ nó sẽ khác và chúng ta sẽ được tận mắt hơn. Thực anh em ở xa quá thì phải chịu thôi, còn cứ thực tế anh em, thế là câu chuyện thực tế bây giờ nó là dễ nhất. Em nói rõ thực tế bao giờ nó dễ nhất. Kể cả nhiều bác khách em vẫn tư vấn mọi người là nếu mà ở gần nhà mình có những cái cửa hàng cửa hiệu người ta bán ấy, đôi khi nó đắt một chút ấy, mình cứ qua trực tiếp mình mua. Ưng thì mình đấy không có gì thôi, nhiều khi mua trên mạng nó không đúng ý mình đâu, mua trên mạng nhiều khi không đúng ý đâu. Đặt 100% anh em nhé, này đế này, cầm đặt 100%. Con này thì vân đồ thì không phải nghĩ rồi. Con này về chất vân, con mèo này về chất vân thì thật sự anh em là không phải nghĩ. Và con này thì khá to mọi người nhé, khá to. Vân của nó cái cảm giác mọi người nhìn này, nó như kiểu là nó hoa đấy, nó như kiểu là những cái bông hoa hoặc là nó có cái độ vằn vẹn, mình kiểu là nó nhiều da hổ da báo ấy, nó rất là vằn vẹn và rất là kinh luôn nhỉ. Anh em nhìn đằng sau nó còn sợ hơn đằng trước, càng cắt vào bên trong cái gỗ nó càng có vân, nó dã man như thế. Và nó có những cái đốm đen này để nó đen tự nhiên nhá, đấy của gỗ đấy, không hoàn toàn là không có lỗi vết, anh em yên tâm với chất lượng phôi. Đây em quay kỹ cho mọi người, đặc biệt gỗ cẩm chỉ Gia Lai nó sẽ như thế. Những cái con hàng này như này càng cắt vào trong anh em nhìn gỗ này nó càng lên vân. Những cái này là cái da này, đây là nó là da gỗ màu hoặc nó là cái vân đen của gỗ, nó thế đây này. Em không chỉnh sửa đâu, nhiều nơi người ta vẽ vân vào nhưng mà thôi kệ, anh chỉ sửa bán rẻ cho anh em một đơn là vẽ vân mà, nhưng mà nó nhức lách lắm anh em ạ, đẹp nhức lách luôn. Này to phết đấy ạ,
Còn anh em nào thích chơi hàng Vân VIP thì anh em chốt. Có một con thôi. Chọn được đúng một con. Anh em công nhận với em là như kiểu vặn vẹn kinh. Không có tí vết nào luôn nhé. 99,9%. Không va view. Không va view, không vết tích. Này không chơi thì chơi hàng gì sự mọi người. Nói mọi người hàng này không chơi thì em chơi hàng gì mà thật mọi người luôn. Hàng này không chơi thì chơi trả chơi hàng gì. Vì nó quá đẹp. Quá đẹp luôn chứ không phải đẹp. Để em cho kích thước bức ảnh cho. Để anh em giá hợp lý. Hơn triệu thôi. Nói chung là như dòng K41 chiều rộng là 23 và chiều sâu có thể khá dày luôn đấy, con này dày 17 phân, K41 rộng 23 và dày 17, đế thì đặt 100% rồi. Em mưu này giao lưu mọi người vui vần. Sợ anh em nhỉ, má gỗ gì mà vần gươm vậy. Hoa mắt luôn. Mà nó gỗ hồng, hồng vân sợ. 1790 anh em nhé. Đế đặt 100%. Không phải lăn tăn về đế nhé. 1790. Em lên cho mọi người một bức Lưu Ngọc An. Cái này anh em nào hôm nay mua được bức này thì sẽ cực kỳ vui. Bởi vì giá rất là êm luôn. Đây ta sẽ lật từ phần đế lật lên nhá, thơm lắm, bức này lặng, to đồ và lặng. Cái bức này ấy, em sẽ nói rõ cho mọi người sao nó có một cái giá hợp lý vô cùng này cho anh em chốt. Này đặt 100% luôn. Đây quay kỹ cho anh em một phần đế, đế này để em phải cắt đi ạ. Thơm lắm. Cái bên này anh em nhìn đây, toàn sần với sụn chun thì đây. Mọi người nhìn rõ không? Đấy, đây là chun nhá, chun nhá. Đây lưu này, bắt đầu lưu này. Bước lưu này. Đây là cái bao lưu hết này. Đó, bây giờ em sẽ đặt lên trong mọi người. Cái bức này là em bán hộ. Nói rõ quan điểm nhá, bán hộ anh em nhá. Bán hộ. Bán hộ nhá, giá sẽ cực kỳ yêu cho mọi người luôn. Anh em mua bức này gần như mua tiền gỗ này, không có công đâu. Sau đặt xịt và đỏ rực đây. Để em quay kỹ cho anh em ngắm trước đằng sau. Bức này mọi người đi mua nó tầm khoảng 6 triệu đến 7 triệu. Cá biệt có thể lên đến 8 triệu bởi vì nó cái to và nặng. Không có vá víu, không có thủng, không có bục, không có chắp ghép, không có dặm màu, không có vẽ vân. 100% tự nhiên. Cái bức này là em bán hộ một anh khách ở gần nhà em. Bức này là anh ấy mua phôi. Em sẽ tả rõ câu chuyện này. Anh ấy mua một cục phôi này trên mạng với giá là 5,8 triệu. Anh ấy mua cục phôi 5,8 triệu. Cục phôi nó rất là to, anh ấy không biết mua. Anh ấy tham cục phôi to, anh mua anh em nhìn này nó rất là dày. Đấy, mà nó hít đu. Nhưng mà anh ấy mua giá là 5,8 triệu đó. Cục phôi này nếu bọn em mua thì nó phải rơi tầm khoảng 3,5 triệu, 3,7 triệu cục phôi này. Tầm đó. Tầm đó, 3,5 triệu, 3,7 triệu. Anh ấy mua 5,8 triệu xong anh ấy rút chậm đục. Đấy, để nên dầu. Cái này em mới đánh sáp lại. Nặng lắm, bây giờ là anh ấy chơi được tầm ngoài như 3 tháng. Tầm giữa năm, 3 tháng. Em đục xong rồi anh ấy. Xong rồi anh ấy chơi được tầm 3 tháng ấy. Thì hôm lọ anh ấy thấy em có một bức nhiều lưu đẹp hơn thì anh nhờ em để bán hộ, nhờ em bán hộ hàng không có tí vết rồi anh em nhé. Dày lắm, thơm lắm, nặng lắm. Đấy, cái này cũng là liền hết này, nhờ em bán hộ thì vì em anh bảo bán bao nhiêu thì bán tùy chú. Anh chơi một bức thôi, anh không chơi được nhiều, kiểu sợ kiểu vợ cầu nhau các bác. Nhiều khi anh em chơi nhiều khi vất vả lắm, thú chơi mà nhiều khi vất vả, sợ vợ cầu nhau.
mệt hết các bác ạ. Chơi cũng mệt. Chiều rộng là 46 các bác ấy. Cái chiều này là 46 dày chưa? Cắt cục phôi cắt đi bao nhiêu mà làm vẫn còn nó như thế này cơ mà, sợ. Sâu của bức này nó rơi vào tầm khoảng 30. Cao 30. Bức này thì nhức lạnh rồi, anh em lại bài nhức lạnh rồi. Niên 100%. Em đục bức này là em lấy anh là 2.8 tiền công. 5.8 tiền gỗ, 2.8 tiền công. Anh em tính bức này bao nhiêu? Nhiều khi anh em không biết mua gỗ, anh em đừng có mua, thật. Không biết mua gỗ đừng có mua. Đừng có mua, bởi vì cục phôi khi cục phôi nó là cái da gỗ, mình không biết là đục vào bên trong nó như thế nào cả. Nên anh em chưa có kinh nghiệm anh em đừng có mua, tốt nhất là cứ xem những cái sản phẩm hoàn thiện ấy, ok, tìm những cái shop nào uy tín, tin tưởng mà mua. Chứ nhiều khi anh em cứ sợ người ta, người bán hàng, người ta bán hàng thế loại thế kia, anh em cứ phải đi mua gỗ ở trong thuê đục. Gỗ mình không biết mua, mình không có chuyên ngành mua gỗ, thứ nhất là bị đắt. Không mua nhiều mua ít lại bị đắt là một, và thứ hai là không biết mua nó gặp những cục gỗ nó không ưng. Đấy, xong về đi thuê công lại bị cao nữa. Đi thuê chắc chắn là sẽ hơn là các anh có đi mua gỗ, anh cầm đến thuận em đục công bao giờ rất là cao. Em đục thuộc dạng rẻ rồi nhưng mà vẫn cứ là cao so với bọn em bán. Đảm bảo các bác luôn. Là những quy mua. Tốt nhất là cứ gặp cái sản phẩm ưng thì chơi thôi. Phải dày nha, gỗ đặc. Anh em này 58 cộng 28 là bao nhiêu? Bây giờ anh em muốn em bán được bao nhiêu? Bây giờ anh ấy cho em toàn quyền quyết định, muốn bán bao nhiêu thì bán. Em sẽ để cho anh em một cái giá như thế này nhá. Để cho anh em mình chốt được luôn. Cắt máu cho anh ấy nhá mọi người nhá. Cắt máu cho anh ấy. Cắt máu đi cho anh ấy. Hàng 100% không có lỗi vết được mọi người, không có vá víu hay là chắp ghép gì đâu nhá. Cục phôi to lắm, cắt đi. Đây. Cục phôi to lắm, cắt đi. Gỗ thì nó là siêu tinh dầu luôn. Là không có vá víu để anh em yên tâm chơi thôi. Cứ thế là xúc thôi nhé. Cứ thế là xúc thôi, không phải nâng tăng gì cả. Không phải nâng tăng gì cả. Đấy. Bây giờ em tính xem nào. Để cho các bác với giá hợp lý một chút. Tôi ra bán rẻ quá nhiều khi anh ấy cũng bị thiệt nhiều ấy. Mà thôi, để cho anh em này 4.379.000 chốt luôn. Vân đây này, toàn bộ là vân dầu hết đây này, anh em nhìn chưa? Cũng vậy, được một cái là nó ít đu ấy, nhưng mà được một cái là nó đẫm dầu, nó nhiều dầu thật. Cũng vậy, nếu anh em khả thi về bọc kín vào sẽ lên tuyết được ấy. Vì em thấy ở trong những cái khe này đang lên đây này, đây này. Hàng em mới sát lại ngày hôm kia đấy nhá, mới quay quật đi vào sát lại mà em thấy trong cái khe nó đã bắt đầu đây đây này. Nó đã bắt đầu đây. Nó bắt đầu đổ tuyết trong những khe này rồi. Thì em nghĩ là về anh em, nếu anh em bọc kín vào là nó sẽ lên được tuyết đấy anh em ạ. 4379 không ship nhá. Ê, bán hộ đấy nhá, em không được cái gì đâu nhá anh em nhá. Và giá này thì anh em lên chốt luôn đi. Ôi này to đấy ạ. Không 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 bé đâu. Chốt luôn anh em nhá. Chốt luôn cho nóng hổi. Quá tuyệt vời rồi. 4379. Ôi. Giá này không đủ tiền người ta mua gỗ đâu. Thì bọn em làm lúc này bọn em bán tầm khoảng 5.7, 5.8 lúc này. Khoảng gần 6 triệu. Vì cục gỗ này nếu bọn em đi mua thì nó phải rơi vào tầm khoảng 3 triệu, khoảng 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7 đấy anh em ạ. Phải tầm đó, không dưới đâu. Cục này nó cũng to gỗ mà. Nhưng mà bọn em mua thì bọn em sẽ không mua cục gỗ này đâu, bởi vì giá lưu mà mua cục này thì chết. Nó nặng mà nó thừa nhiều gỗ ấy, nó thừa nhiều quá không giải cơ này gì cả. Mua mình phải tìm những cái cục nào nó hợp lý phôi anh em ạ. Hợp lý phôi này chứ cục đấy chết rồi. Là mua cục phôi đấy là nu nó ít mà cái gỗ thừa nó nhiều mà mua giá nu là chết toan luôn. Cho anh em nắm một siêu phẩm nhé. Siêu phẩm một bước nhất thôi. Các bạn nếu anh em không chốt thì sẽ tiếp luôn đấy. Nếu anh em không nào chưa chốt bức này mới tiếc. Anh em thấy Vân chưa? Em quay từ sau nhá. Anh em nhìn Vân hộ em. Phê chưa? Cầm đi anh em.
nhức lách luôn, nhức lách luôn. Bức này cục phôi khá to và đặc, đặc em chữa phôi đặc nên là nó sẽ không bị thủng bên đây mọi người nhé, không bị thủng bên đây. Đây em nhìn cái vân đường sau lưng này, liền 100% mọi người nhé, liền 100% luôn, tuyệt vời luôn đi. Liền hết 100%. Vâng. Cũng gì gặp người bao tiền cũng đơn giản thôi. Em đo kích thước luôn cho mọi người. Bước này thật ra mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì là bản thân nó, nếu anh em nào bê cục gỗ về, anh em bản thân cục gỗ, bản thân của cái bức tượng nó đã đẹp rồi, mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Bước này đơn giản thôi, làm đơn giản, không quá cầu kỳ đâu. Cao 54 cả kỷ anh em nhé, không kỳ. Bức này là cao tầm khoảng 45 phô vít, chiều rộng là 31, chiều sâu là 25, sâu 25 nhé. Cái mà phôi mà để làm những cái bức di lạc cầm nó rất là khó, vì yêu cầu phôi nó phải có độ dày này, xong lại có độ lục lạc, và xong phải có độ chiều ngang. Em nhìn này, nó phải rất là dày phôi mới làm được ạ, không mỏng phôi đâu ạ. Và em phải lựa những bức không bị thủng đến đây, chứ còn nếu nó sẽ bị thủng ở đây anh em này, nếu mà phôi kém chất lượng nó sẽ bị thủng ở đây hoặc là thủng ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sản phẩm, nên là mình sẽ lựa những cái phôi không có thủng ở đây để mình làm, để nó không bị lỗ vết, vì cái lỗ cẩm này vẽ vân nó rất là lộ, cẩm này vẽ vân rất là lộ anh em nhé, không biết vẽ thì lộ luôn này, khó vẽ lắm, nó khó vẽ hơn gỗ hương rất là nhiều luôn. Bên là phải kỹ cho anh em cắm chất gỗ nha. Đây ạ. Này ok cho anh em. Mặt này. Mặt có lu, mặt có lu nhá. Có mấy chấm lu đây này, anh em nhìn thấy chấm lu từ chỗ này này. Chấm lu lên trên mặt này. Lên tận mắt này. Cụ này đi đánh nhau nên sao là lu hết vào mặt này. Anh em nhìn này. Đẹp chưa? Sợ không? Này ông chơi anh em chơi cái gì mà thật mọi người, này ông chơi anh em chơi cái gì này, vân này không có vẽ vân nhá, để nguyên bản nha mọi người nhá, không vẽ vân đâu. Này, miệng bao tiền này, anh em nhìn cái phần như ý vân này, tay này, đây một cái dây tiền này. Anh em nhìn này, cái này nó là những cái đường nứt từ cái phôi gỗ ban đầu, phôi gỗ ban đầu em không chỉnh đâu ạ. Cái này là không phải làm ra nó mới nứt mọi người nhé, làm ra nó rất là sợ. Nhưng cái này là nó nứt từ phôi ban đầu, có nghĩa là từ cái da gỗ ban đầu, nếu mà mình muốn cào hết cái nứt này cũng được. Nhưng mà cào vào thì cái gỗ nó nhỏ. Ví dụ cào đây phải cào vào tầm khoảng nửa phân, tầm 5 ly. Đây, chỗ này là phải cào tầm 5 ly thì nó mới hết được. Nhưng mà thực ra là nó không đáng, bởi vì gỗ nó quá đẹp, mình không muốn cào đi anh em. Kệ thế, kệ nó, chả ảnh hưởng gì. Vậy em sẽ cam kết với mọi người là về sẽ không xé thêm luôn nhé. Còn nếu anh em về chơi nó xé thêm thì em đổi cho anh em có khác, thế cho nhanh. Việt Nam nói là làm chứ không phải nói điêu đâu nhá. Riêng đối với pho này, nếu về mọi người chơi nó xé thêm, em đổi cho anh em có khác, thế cho nhanh. Việt Nam nói là làm, không phải đắn đo đâu anh em ạ. Phê là cái nó nứt từ cái da gỗ rồi. Cái này anh em nhìn thấy, nếu mà cào đây này tầm khoảng 5 đi thì nó sẽ hết. Nhưng mà em không muốn cào, thợ nó hỏi em là có cào vào không, em bảo thôi kệ đấy em ạ. Nó là cái da, nó là cái nứt từ da gỗ, kệ đấy, mình cứ để về bán rẻ cho anh em chơi còn hơn là phải cáo đi. Anh em nào bảo thì chơi, còn anh em nào sợ thì thôi, sợ thì bỏ qua, ai sợ thì đi về, còn ai không sợ thì chơi tiếp. Đặc gỗ anh em nhá, đây tim ở đây này. Anh em nhìn cái tim gỗ chưa, đó, đây là cái tim của nó này, ai sợ thì đi về. Nhưng mà thật ra cái hàng anh em chơi yên tâm đi, thật sự là nó là gỗ cẩm như thế này là nó già lắm rồi, không phải sợ đâu mọi người. Mà hàng này là bắn bóng kính thì nó lại bóng sáng thì nó lại càng không đứt. Đó ấy. Bắn bóng mờ mới sợ nha, bóng mờ sẽ đứt. Đợt này mọi người sẽ thấy tại sao những cái tác phẩm cầm em đều bắn bóng sáng. Bởi vì em thấy khá nhiều anh em về chơi xong lại bắn bóng sáng nên thì khá đẹp. Thì em cũng đã bắn bóng sáng lên. Và một yếu tố nữa là cái thời tiết ngoài Bắc nó đang rất là hanh.
Và cái bóng sáng này nó có một cái hay của nó, đó là nó chống chống nứt rất là tốt anh em nhé. Cái bóng sáng này nó chống nứt cực kỳ tốt, nó chống nứt cực kỳ tốt mọi người nhé. Và cái gỗ cẩm nó khá hợp với cái bóng sáng, không như gỗ hương. Gỗ hương thì bố em cũng không dám phun bóng sáng, trừ khi anh em yêu cầu, còn gỗ cẩm em có thể tự tin bắn bóng sáng cho mọi người bởi vì nó rất là đẹp. Anh em có công nhận em không? Nó khá hợp với cái bóng sáng. Còn nếu anh em không thích bóng sáng, anh em muốn làm mờ đi thành kiểu như gỗ hương như thế này, để em làm được cái này chỉ cần xoa đi là nó hết bóng sáng thôi. Xoa đi nó sẽ hết bóng sáng, mọi người, nó sẽ phải bóng mờ. Tùy anh em. Nhưng mà anh em chơi một thời gian ấy, chỉ cần chơi tầm khoảng 1 tháng 2 tháng thôi, nó không còn sáng này đâu. Nó mờ đi mà. Không còn sáng mãi nữa, đây là mới phun xong ngày hôm kia. Thì anh em thấy nó rất là đẹp và bóng sáng nó bóng như này. Nhưng mà anh em chỉ cần để em tầm khoảng 1 tháng 2 tháng thôi nhé. Nó không còn sáng này đâu. Nó mờ hết mà. Mờ nó không mãi mãi như này đâu. Bóng sáng nó chỉ được một thời gian thôi. Mà muốn sáng lại phải xoa đi bắn lại. Chỉ được một thời gian đây nhé, cái pho này của em nhé. Mọi người thấy nó đã bắt đầu mờ đi rồi này. Đấy, em nhìn thấy đây là nó bắt đầu mờ đi, mọi người công nhận em không? Đấy, đấy à, mới mà để mới được tầm khoảng 10 ngày chứ bao nhiêu. Một ôm đá này mà nó đã bắt đầu mờ đi rồi. Đấy, còn như này nó mới thì nó như này rồi mà. Đấy, mà em mới đầu tiên em bắn bóng sáng này mà nó đã mờ rồi đấy. Nhanh lắm, nó không mãi như này đâu. Nói chung là nhức nách. Quay xa thì mọi người nhìn nó không thấy rõ lắm, nhưng mà khi nhìn vào gần thì em thấy là cái bức này nó quá vip. Quá vip, không thể chê được. Chê bức này thực ra không có từ chê. Mà giá thì nó cũng rất là hợp lý cho anh em chốt thôi, không có cao đâu, mọi người yên tâm. Cực kỳ hợp lý cho anh em. Để anh em chơi. Em giao lưu mọi người bức này với giá là chỉ có 4.790k anh em nhé. Bởi vì cục cẩm rất đắt đấy, giá hợp lý mà. Vẫn nó công nhận anh em như này. Nó lại lần nữa cho nó phê anh em. Nó lại lần nữa đi cho nó phê. Ok, gỗ đặc dày này em đi kỹ cho em. Anh em vẫn đường sau này. Quá tuyệt vời. Có ít hàng to đấy, nhưng mà đây cũng lười quay hàng to. Mai sẽ quay ít hàng to cho anh em, nay bận quá. Nay em gửi cái đơn hàng, em phải xử lý cái đơn hàng cho một anh khách ở trong Sài Gòn. Anh ấy mua lô hàng mà cứ khất anh từ ngày nọ ngày kia không đóng. Hôm nay phải cố gắng dồn hết cái đơn đấy cho anh ấy để anh ấy chơi. Đơn hàng nó hơi cập dập, hay là không quay clip ban ngày được, phải chuyển sang quay tối. Em thì gần đây em người quay tối. Anh em nào chưa có một cái siêu phẩm chúc phúc gỗ Hồng Am VIP thì anh em xem sản phẩm này anh em nhé. Một siêu phẩm này. Bước này vừa hoàn thiện ngày hôm kia. Em sẽ đặt cái phần đế trước cho anh em ngắm cái đế. Đây là một cái rễ. Một cái rễ. Nó chính xác nó là một cái rễ. Và không có cái từ gì có thể miêu tả của cục phôi này. Nó là một cái rễ. Và một cái rễ đặc cắt đi anh em nhé. Và mời anh em thẩm cái chất phôi ở cái phần đế mộc. Và bức này có thể khẳng định mọi người luôn là thơm mà vỡ mũi. Nó như cái bức Di Lặc hôm qua em bán 3.9 ấy. Phôi bức này nó còn to hơn cái phôi bức Di Lặc 3.9. Mà anh em nhìn nó tròn phôi như này cơ mà. Anh em nhìn cái phần mộc này cắt này. Mọi người thấy đây là cái mộc nhá. Thường thường khi cái gỗ mộc mà mình cắt ra ấy, nó sẽ có màu trắng, đúng không ạ? Nhưng mà anh em nhìn đây là cắt ra và nó có độ đỏ, đỏ rực luôn. Và nó sực mùi sướng lắm. Và anh em chơi chơi nhá. Đây. Tí mình lên trên mình sẽ thấy là cái phụ nó đẹp như nào. Đây là đế, phụ cái đế nó quá đẹp luôn đấy ạ. Anh em thì nó nhiều gỗ lắm đấy. Nhìn thấy là biết là gỗ nó to như nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên. Quay từ sau lưng quay ra trước. Một cái khá nặng. Bức này mọi người mua nếu mà cục này nhiều khi phải bỏ 5-6 triệu. Em mình để cho mọi người cái giá em nói một chút luôn. Anh em trước tiên chúng ta nhìn thấy có cái bao là rất là tròn này. Nhiều khi anh em mua đồ anh em không để ý đâu. Anh em cứ thấy kích thước anh em không để ý đâu. Nhưng mà anh em hình dung để mà nên được cái bao như này này. Cái bao tròn xoe như này nha mọi người nhé. Là cái cục phôi này là rất là nhiều.
nhiều nhá, còn bình thường nó chỉ có mỏng thôi. Hôm nay em có bán một cái bức 1.9 triệu ấy, thì anh em đã thấy là nó ít gỗ mọi người rất là nhiều. Một cái thực ra cái dê đấy em bán cho mọi người vui chứ khoảng 1.9 triệu thì làm gì công đâu. Em bán cái bức đấy ấy, là anh cách anh cọc 500 em bán cho mọi người cái 1.9 triệu. Em nói mọi người hôm cái bức hôm nay quay nó phải rơi tầm khoảng 50 anh em chốt. Rẻ quá. Biết chưa? Anh em nhìn cái dáng của bức này phê chưa? Cái bức này nó nhiều gỗ hơn cái bức hôm qua em bán 3.9 triệu ạ. Nhiều gỗ hơn nhiều. Mọi người công nhận em là cái bức này nó phê không? Cái dáng quá đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy cái phần bệ là rất là đẹp nhé. Phần bệ rất là đẹp. Xong cái phần người cái phần này, anh em nhìn nhỉ? Bầu. Cảm giác mình đồ nó rất là tròn đều và bầu bĩnh rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Đó, đây là mặt trước. Gỗ đỏ rực không có vết. Sau này cái da này nó toàn chun hết anh em, da toàn chun hết 100% luôn. Đây này, đây là hàng lưu sụn mà dễ, nó là dễ lưu sụn anh em nhỉ. Cái da gỗ ban đầu của cục này nó toàn bộ nó như này hết, đây là mình hạ vào cái sát da nó sẽ ra cái vân như này, còn khi mình hạ sâu vào đấy nó sẽ mất cái xoắn sụn của mắt phượng này. Đây là, đây là cái dễ chuẩn luôn anh em nhé. Cái này nó là bố của cái loại thơm. Bố của loại thơm. Bố của loại thơm luôn. Cái thơm thì anh em chỉ anh em là phải nghĩ về thơm luôn. Nên dầu bóng nừ luôn. Cái loại này nó cái dầu da nó rất là bóng. Mặc dù là chỉ đánh sát thôi. Sơn lót xong xoa cái sơn lót thật kỹ để đánh sát thôi. Mà nó lên cái dầu bóng kinh. Cái này là cái mạch dầu anh em, anh em thì không hàng em cho anh em ngắm đế rồi mà đặt đúng không, nên anh em yên tâm. Cái này mọi người về nhưng bọc vào là những cái khe như này này, em đảm bảo mọi người những cái khe như này nhá, nó nên tuyết cái sợi tuyết dài như sợi mình chính luôn, những cái khe như này, những khe như này về nó lên cái sợi tuyết dài như sợi mình chính cho mọi người luôn. Này thì cũng chỉ đâu để em đọc trước to lắm mọi người, vừa full anh em mà sưu tầm bằng vít vừa vừa anh em chụp này cao 74 rộng 32 và chiều dày 25 dày 25 rất là nhiều full. Bữa này mọi người đi mua được không dưới tầm khoảng 5 triệu đâu. Em đứng dậy cho mọi người bức này 3.790.000 cực kỳ hợp lý anh em nhé, cực kỳ hợp lý và anh em có thể chốt luôn được, cực kỳ hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý luôn. Một bức duy nhất nhé mọi người nhé, lựa mãn được phô này, nói chung là đẹp. Ôi nặng, bức này nặng thật sự, nặng thật sự vì gỗ nó đặc thế mà. Ui, như cục đá luôn. Em cho anh em một món nữa. Em cho mọi người một con chó cầm. Chú chó cầm. Con này nó cũng là bố của Vân luôn. Con này thì to nhá, con này thì to lắm, con này là bố của Vân luôn. Con này em cảm giác nó lên cái hàng nu rồi chứ nó không phải là cái Vân thường của anh em. Đây này, giọt nước đây này, cả cái đám này này, đây này, giọt nước đây này, và bộ cái bao tiền này là gần như là lu giọt nước hết. Cẩm, mình người ta gọi là cẩm thủ biến, chỉ đen tự nhiên nhá. Chỉ ra tự nhiên là không ai vẽ chỉ ra làm gì đâu nhá, bởi vì cục này quá đẹp rồi, còn vẽ vèo vài gì cả nó mệt ra. Xem cái đế này, đế này. Ui đủ. Đây anh em mình, đây là không có thằng hấp là tự nhiên đi vẽ cái chỉ đen ở dưới đế đâu nhá, về cái gỗ nó như thế nhá. Vì sao có cái chỉ đen này mọc bên dưới này đấy, anh em về mà sợ cái chỉ này em vẽ ấy thì anh em lấy cái gì anh em đục ra nhá, anh em đục dầu em nó xem biết đâu thật hay không nhá.
chứ nhiều khi nhiều ông là ông ấy vẽ luôn cả cái đế mộc ấy cơ, sợ lắm. Bây giờ công nghệ làm kinh lắm, vẽ cả cái đế mộc luôn cơ. Nên anh em về cứ mạnh dạn mà lấy cái gì đục ra nha, cho nó yên tâm nhá. Quả này thì kinh lắm rồi, kinh lắm rồi. Đây anh em ngắm vân đây này, tối hơi tối một chút nhìn rõ, nhưng mà đây là hàng thuốc chuột đấy, thuốc chuột chưa. Hàng thuốc chuột đây anh em ạ. À, anh em nào chơi cái loại này chỉ biết hàng thuốc chuột nó như nào. Úi trời, đủ đẹp thế nhỉ, sao thế nhỉ. Úi trời, úi trời ơi, úi trời, dã man, không có từ cười gì có thể diễn tả hết nước chấm. Chỉ ra tự nhiên nó ăn từ đế ăn lên đấy anh em. Thôi nhiều anh em bảo vẽ cả đế thì chết toại, về cứ mạnh dạn mà đục ra cho em, cứ mạnh dạn mà đục ra, mạnh dạn mà đục anh em nhé. Ô vân kê vào kích thước cho các tình yêu. Con này nếu mà anh em không chốt được nữa thì thôi chịu rồi, thua. Nó là cái gì bức này, con chó này nếu anh em không chốt được thì em thua, thua luôn, thua luôn, thua luôn. Cao 45 này mà còn chê thì thôi chịu. Số 21 và cao là 16, bức này mà còn chê ấy thì bó tay, bó tay luôn, bởi vì quá đẹp, không từ gì diễn tả được. Bên đây giao lưu mọi người là 1.9 triệu nhá, các tình yêu nhá, 1.9 triệu nhá. Gỗ to đấy, to cũng con mèo nhiều, nó dày gỗ, đục chó bây giờ cũng nhiều gỗ con mèo. Uy tín nha, dễ mà, uy tín luôn. Không phải là gốc nhá, hàng gốc nó sẽ không có đạm này đâu. Đây là hàng dễ, 100% hàng dễ luôn. À, em có cái này em bán cho mọi người. Đây là một khay đựng hoa quả gỗ chắc. Nhiều anh em nghĩ nhìn thì sẽ nghĩ là cái phần này là em chắc cái này này, cái lá này, cái lá này là chắc. Nhưng mà em mình xin thưa mọi người, với một khay hoa quả này em mình chỉ chắc duy nhất đó là gì ạ? Đó là hai con sóc của tôi nhé, hai con sóc này và con sóc này là em chắc. Còn toàn bộ cái này của em đó là liền 100%, danh dự mọi người nhé, danh dự là liền 100%. Anh em về có thể kiểm tra mọi người nhé. Và khuyến khích anh em đến tận nhà mà xem, cứ yên tâm. Còn nếu mà cái này thì em hai con sóc này em chắc, nhưng nói rõ là hai con sóc này em chắc, còn cái này của em là liền. Và vì sao có cái hàng này, hàng này là hàng xuất Trung Quốc, không phải hàng Việt Nam. Việt Nam mình không làm hàng này, anh em hình dung là Việt Nam mình không làm hàng này và rất ít người chơi hàng này, nên là bọn em cũng không bao giờ sản xuất hàng này. Hàng này là hàng tồn kho xuất đi Đài Loan, Trung Quốc, nhưng mà không xuất được và tồn lại duy nhất chỉ có hai cái, một cái chắc đỏ và một cái chắc đen. Đây, đây là cái chắc đỏ này, đây là cái chắc đỏ này. Đây, đây là cái chắc đỏ, đây là cái chắc đỏ nha mọi người nha. Cái này thì em nó vẫn là mới một đứt nốt, hai đứt nốt thôi, một đứt nốt chưa vào. Nếu anh em vào thêm hai ba đứt nốt nó sẽ xuống màu, nó sẽ tối hơn màu này một chút, nó không còn nguyên như này đâu. Đây anh em sẽ nhìn này, gần 100% luôn. Còn hai con sóc còn là chắc này, nói rõ luôn, hai con sóc còn là chắc đấy. Vì sao lại có cái này sóc hay chắc hay con sóc? Bởi vì thực ra là cái ông họ này chưa có làm hàng xuất đi Trung Quốc, là người Trung Quốc người ta không chơi hàng con sóc ở đâu, người ta Trung Quốc họ không thích hàng chắc mà chỉ hàng liền. Nhưng mà khi ông ấy còn sót được hai cái này, ông ấy không bán được thì ông muốn bán ở Việt Nam thì ông ấy làm hai con sóc ông chắc vào nhìn cho nó sinh động, nhưng mà cuối cùng chắc vào cũng không bán được, nó bởi vì là cái gỗ nó cao quá, nó liền nên là mất nhiều phôi. Đế đặc mọi người nhé, đế đặc,
đây là những cục lũa chắc, nó là hàng đấy sưu tầm rất là lâu mới có ấy, chứ bây giờ không có đâu. Cái này nó chính là một cái gốc chắc ngày xưa đấy, gốc to lắm thì nó một cái lũa cong cong của này đấy. Chứ còn nếu mà anh em bảo mẹ không ngu gì mà đây là cả một cục chắc to này xong đục bóc vào như này, có thằng ngu nào làm đấy đâu, không có ngu nào mà làm đấy đâu mọi người nhá. Đấy, không ngu gì mà làm đấy đâu. Nó mình tưởng tượng là những cái thân cây ấy, nó bị lũa, nó là những cục kiểu gốc nó bị lũa rất là sâu, nó chỉ còn cái phần bên ngoài đấy, xong rồi nó móc bên trong rồi thì nó mới lợi được. Chứ nếu mua cả cục chắc to mà móc này thì cục này chắc phải bán 20 triệu, chết tiền. Cái này 41 ạ, chiều 41 nhá, cái chiều hàng ngang này này, cái chiều này là 33, còn chiều cao này, cao 35. Em để cho anh em nhá, giá nếu bây giờ nó chỉ đó đủ tiền gỗ đây anh em ạ, chỉ đủ tiền gỗ đây nhá, 2.999.000 cao ship, đủ tiền gỗ, không có tiền công. Nhưng mà được cái nó liền đây này, nó không bị chắc, nó liền đây này, nó liền đây, liền đây này, liền đây, liền đây này, chắc chắc hai con sóc rồi thôi. Mỗi cái không có nhiều anh em. Để em lấy cho mọi người một cái bình nho sóc, để mọi người một cái bình nho sóc. Đây này làm khá nhiều bình nho sóc. Hôm nay em chỉ làm nó lốt hai cái bình này thôi, để em không làm hàng nho sóc nữa đâu. Anh em muốn làm thì đặt hàng nha, chỉ lốt hai bình này thôi là không làm nữa đâu. Bình này của em thì liền 100% luôn. Phôi đặc nhé, phôi này phôi chọn gỗ đây anh em. Em nhớ là phôi đặc, không biết có đặc hay không. Mình nhớ nhầm của mẹ. Phôi đặc anh em nhé, phôi đặc, không cần đặt đâu cho phôi đặc bởi vì nó kinh bong không đặt phôi đặc. Thì đó mình bê của gỗ là biết hàng đặc của nó nặng. Bình nho sóc, dàn nho sóc cũng bình phú quý, liền 100%, bình này rất to và nói không hàng trăm, hàng này cũng là thuộc dạng cái gốc u sụn nha. Em chỉ còn là cái bình này một bình nữa thôi, này em chỉ sản xuất hai cái bình này là hết rồi, không làm em tạm thời không làm hàng nho sóc nữa rồi, em đã đâu chuyển sang làm hàng bình mai và bình tùng, quay lại bình mai bình tùng, chán nho sóc. Liền hết anh em, móc liền hết ra. Vì chơi với nho sóc được khoảng tháng thôi, chán. Tại cái thị trường khi mình làm cái gì thì anh em lại đua nhau anh em làm. Trước thì đua nhau làm bình mai, đến lúc mình bỏ bình mai mình bắt đầu nhảy sang làm nho sóc, thì bây giờ các bố cũng đua nhau làm nho sóc. Đấy. Đua nhau làm nho sóc, liền hết luôn nhá. Ôi vân này nó thì không phải mỹ đâu anh em ạ. Anh em nhìn thấy vân này. Của này vân nó đẹp. Quá đẹp nghiền hết này. Hàng gốc mà cũng sụn mà vân bao giờ nó cũng rất là đẹp. Ra cái hàng này nó chỉ làm tiền gỗ thôi, bán cho anh em chỉ chủ yếu tiền gỗ thôi, tiền công thợ thì hàng này không đáng bao nhiêu đâu. Không đáng bao nhiêu tiền công đâu anh em ạ. Bình hợp lý anh em để ở cái đôn kẹp đẹp này, hai con sóc. Đẹp. To á, bình này to mọi người nhá, giá hợp lý. Em nghĩ là cái giá đưa ra mọi người có thể chốt được ngay luôn. Bình to. Phôi liền hết anh em nhá, phôi liền hết mọi người nhá, không chắc nhá, nó rất là nhiều phôi. Cao 60. Rộng là 48. Và sâu là 33. Bình khá đẹp luôn đấy. Không dám nhận là bình xuất sắc. Nhưng mà nói chung là khá là đẹp và giá nói chung là hợp lý. Anh em có thể chốt ngay. Chốt luôn. Quá tuyệt vời. Nước lạnh. Để em có ảnh mộc cho em, tìm ảnh mộc cho anh em xem này.
anh em uy tín này, không ngờ mà nhiều khi nó khó để nghĩ chắc ghét này. Anh em bị ảnh mộc, anh em có thấy một vết keo nào không? Hoàn toàn là không có một vết keo nào anh em nhé. Mộc 100% của nó là liền như thế này này. Đấy, không có một vết keo nào luôn. Uy tín chưa? Liền hết mà, phôi to lắm. Bữa này ra đi mọi người 4,5 đồng thôi nhé. Vừa bán được kỷ niệm anh em, 4,5 đồng thôi. Chủ yếu tiền phôi nhiều, phôi đặc. Phôi đặc nhiều, cục phôi này nó to lắm. 70-80 cân cắt đi 4,5 đồng, hợp lý ra mọi người, giá hợp lý. Em nghĩ giá này là quá hợp lý cho anh em chơi. Công đáng bao nhiêu đâu, công đáng bao nhiêu đâu mọi người ơi. Móc cái ra nhiều gỗ mà này, củ gỗ to lắm, to lắm mọi người nhé. Em nghe cho anh em một sản phẩm là trời ơi, tỉa lông một vân nữa này. Ôi giời ơi, nay anh em chơi thì anh em chơi cái gì? Giá lại 30, dài 30 nhá, sâu 17 nhá, và cao 15 nhá. Bây giờ anh em muốn em bán được bao nhiêu? Công đục con chuột này rơi vào tầm khoảng 300 nghìn tiền công. 300-350, con này to 350. Sơn si mất là tầm khoảng 70-80. Đó, nó rơi vào ngoài mình gọi là cả công cả sơn si là 450 đi. Đấy, bây giờ từ gỗ. Cục gỗ này đe to phết đấy anh em ạ. Đe to phết cũng không không phải là gỗ nhỏ đâu nhá. Không phải gỗ nhỏ đâu mọi người ạ. Bây giờ lấy anh em 7,9 mọi người nhé. 450 tiền công và tiền gỗ thôi. 7,9 mình gọi còn 800, mà nó có 350 là tiền gỗ với tiền công với mình. Con này thì thôi, không còn về xuất sắc, không phải nói gì. Ok nhá. Anh em thấy ok chưa? Nút lách chưa? Con này quá đẹp rồi. Không chốt con này, không chốt con nào đâu mọi người ạ. Ok nhá. Đồ nhà vẫn còn nhiều lắm anh em nhé. Chưa chịu còn là đây có cái bình nho sau vip này thì vẫn chưa lên đường đâu. Một cái chốt thì lại bỏ lại buồn. Mai em mới quay xả cho mọi người một form là khách chốt. À đó, anh ấy lại lấy lại rồi. Sorry mọi người. Ok, thôi clip của em nay xin dừng thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối thứ năm thân tâm an lạc và sự bình an. Xem clip thứ hai ưng món gì liên hệ với em chút nữa mọi người nhá. Xem clip thứ hai dành cho chị này thì đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em ạ. Em xin chào lại mọi người. Bye bye, see you again. Thank you các bạn rất là nhiều.